Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Vâng, thưa các bạn, thì trong buổi sáng nay ngày 24 tháng 9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại sân vận động quận 7. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta dự kiến, hay chính xác hơn, sẽ chào đón sự trở lại của huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Anh Đức sau khi cả hai vừa có chuyến công tác tại Thái Lan dự khán trận đấu tại bán kết King Cup giữa Thái Lan và Malaysia. Và dưới đây sẽ là những diễn biến đáng chú ý có trong buổi tập ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chờ xem là trong buổi tập ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Anh Đức có xuất hiện hay không. Người đi đầu vẫn là trợ lý Yang Jin. Có lẽ là huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa về Việt Nam. Ở đây chúng ta thấy trợ lý Nguyễn Anh Đức. Và những ngày vừa qua thì trợ lý Anh Đức và huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng nhau tới Thái Lan để theo dõi trận bán kết King Cup giữa đội tuyển Thái Lan và Malaysia. Như vậy là buổi tập ngày hôm nay theo quan sát của chúng tôi không có huấn luyện viên Park Hang-seo mà chỉ có đây, thưa các bạn. Nãy giờ mình hơi nhầm một chút. Đấy, huấn luyện viên Park Hang-seo đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người ra xe cuối cùng. Như vậy ngày hôm nay thì thầy Park và trợ lý Anh Đức đều đã có mặt để chuẩn bị cho trận đấu gặp Ấn Độ. Thầy Park có lẽ đang nhìn về phía của chiếc flycam. Hôm nay người trả lời phỏng vấn sẽ là thủ thành Đặng Văn Lâm. Văn Lâm đang được yêu cầu nhanh chóng ra vị trí khu vực báo chí để trả lời. Cũng khá lâu rồi các phóng viên mới có cơ hội được hỏi Văn Lâm. Hôm nay là buổi tập ngày 24 và 3 ngày nữa là sẽ đến trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại Cúp Tam Hùng gặp đội tuyển Ấn Độ. Tuy nhiên đến thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa thấy Xuân Trường trở lại. Nếu như mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng như thế này thì rất có thể tiền vệ người Tuyên Quang sẽ không kịp phục hồi thể lực để tham dự trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ vào ngày 27 tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa mới trải qua một trận đấu dự khán khi Thái Lan và Malaysia gặp nhau ở trận bán kết King's Cup. Một trận đấu sẽ mang tới rất nhiều những góc nhìn cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Cả Thái Lan và Malaysia đều là những đội bóng sẽ cạnh tranh chức vô địch AFF Cup 2022 với chúng ta. Và rõ ràng là việc theo dõi hai đối thủ này
cũng là một cách để thầy Park lên sẵn phương án để chuẩn bị cho các trận đấu ở FA Cup sắp tới, khi mà chúng ta rất có thể sẽ phải đối đầu với một trong hai đối thủ này, hoặc là thậm chí là cả hai đội trong hành trình tiến tới chức vô địch FA Cup 2022 nếu như chúng ta muốn hoàn thành được mục tiêu này. Ở trận đấu vừa qua gặp tuyển Singapore thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã tung tất cả những cầu thủ tân binh mà ông triệu tập trong đợt này. Trong đó thì Thanh Nhân và Khuất Văn Khang đã có cho mình những bàn thắng đầu tiên ngay ở trận đầu ra mắt đội tuyển quốc gia. Đó là một tín hiệu rất tích cực cho công cuộc trẻ hóa cũng như là kế thừa lực lượng mà thầy Park đã xây dựng ở tuyển Việt Nam. Sau ở trận đấu tới gặp Ấn Độ thì có lẽ chúng ta sẽ được thấy một đội hình quen thuộc hơn với những cầu thủ tốt nhất của Việt Nam hiện tại như là Công Phượng, như là Quang Hải, Tiến Linh, Thành Trung, Quế Ngọc Hải. Ấn Độ rõ ràng là một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn Singapore. Bóng này cũng đã từng thắng Thái Lan ở Asian Cup 2019 và là một đối thủ rất vừa sức cho chúng ta. Một đối thủ không hẳn quá mạnh nhưng chắc chắn là không hề quá yếu. Phiên Park Seo đang có những căn dặn với lại Hồng Dũng. Trận đấu vừa qua thì Hồng Dũng không tham dự trận đấu đầu với Singapore do anh còn phải xử lý xong chuyện gia đình. Nhìn chung là những buổi tập vào buổi sáng như thế này thì thời tiết rất là oi bức và khó chịu, đòi hỏi các cầu thủ phải có một nền tảng thể lực thật là sâu và dày. Những buổi tập chiều ở sân quận 7 thi thoảng thì sẽ có mưa và trời sẽ dịu mát hơn so với buổi sáng. Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa quan sát các thủ môn tập luyện. Ở trận đấu ra quân thì Văn Lâm là người được lựa chọn bắt chính. Tuy nhiên ở trận đấu với Ấn Độ sắp tới thì có khả năng là một trong hai thủ thành Nguyên Mạnh hoặc là Văn Toản sẽ được trao cơ hội. Có vẻ như Park Hang-seo cũng đang chưa hài lòng với những gì mà Đình Duy đang tập luyện. Thực tế với những cầu thủ trẻ thì họ vẫn cần thêm thời gian và cũng cần thêm nhiều buổi tập nữa để có thể làm quen được với những giáo án rất là hiện đại trên đội tuyển. Điều mà họ có thể trở về câu lạc bộ chưa chắc đã được tập luyện thường xuyên. Những cầu thủ còn lại vẫn đang tập luyện rất là nhiệt tình và đều đặn theo giáo án của ban luyện. Hey,
Duy vẫn đang lắng nghe những ý kiến của huấn luyện viên Park Hang-seo. Lúc này thì trong khi các đồng đội của Đình Duy đang chuyển sang những bài tập khác thì cầu thủ của SB Đà Nẵng vẫn đang tập cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Hy vọng là những cái sự chỉ bảo của huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ giúp cho tiền đạo sinh năm 2002 thi đấu ngày càng tiến bộ. Cũng không thể nào đòi hỏi Đình Duy một sớm một chiều mà có thể một là hòa nhập ngay hay là có thể đáp ứng ngay được những yêu cầu của ban luyện tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì rõ ràng Đình Duy vẫn là một tài năng trẻ đáng chờ đợi. Và chúng ta hy vọng là những cái lần được trực tiếp nghe huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ dạy này sẽ giúp cho cầu thủ này ngày càng tiến bộ và hoàn thiện những kỹ năng của mình hơn trong tương lai. Và điều này đương nhiên rồi thì cũng sẽ chỉ tốt cho bóng đá Việt Nam mà thôi. Vâng, và vừa rồi cũng những hình ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.